Hôm nay đi đâu? Chắc tối nay cuối tuần. Không biết, trễ không biết. À, chào thế không? Chào Phạm Kiên nha. Anh em vào chưa? Giáp nhiều lắm em ơi, giáp mũ nón nhiều lắm, nhưng mà anh sẽ chạy lại chứ, nếu thời gian anh rảnh anh rỗi anh sẽ chạy lại. Phạm Kiên ơi, làm sao mà bỏ được cái đam mê, làm sao bỏ được. Chim cò đang sử dụng cám của mình có cần phải điều mát ở chiến binh không? Anh Lê Hưng ơi, cái cám mới của bên em ấy thì là anh không cần phải điều quá mát đâu. Anh điều quá mát nó sẽ không bắt lửa đấy. Cái cám mới bên em thì cái công nghệ hiện tại nó giữ được cái trái cây làm mát trong cám đó. Trước kia thì không giữ được cái trái cây trong trong viên cám, bây giờ thì đã giữ được rồi. Nguyễn Phan Minh Tuấn, để em bộ nón. Nón gì? Nón gì cái inbox nhiều mà. Mà 3 phần 4, 3 phần 2 rồi giờ cũng có hết. Nó giáp nón nhiều lắm. Đây. Đây. Cái này Bita GB này. Chào anh Toàn Hình, chào anh Hoàng Anh Ly, S1000. Giờ không có thời gian để chạy mô tô đâu. Chào Nguyễn Thiên Hùng, Nguyễn Thiên Hùng đang chạy con cá mập thì phải. Được cám màu mới, màu sáng. Anh thấy đổ vào sau một hôm nó chuyển màu sậm thì có phải đổ đi không? Anh Hoàng Anh Ly ơi, cám bây giờ thì nó có cái độ sấy theo điện tử ấy, nó hoạt động theo điện tử. Nó không phải như thủ công nữa. Nên nó đạt chuẩn thì nó mình mới 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 xuất đi. Và cái vấn đề mà nó chuyển màu thì hồi anh cho em cái đáp sản xuất của cái gói cám đó. Để em vào kho em lấy cái mẫu lưu á và em cắt ra. Thế rồi em thử xem thử nó có vấn đề gì không. Tất cả các gói cám bên em đều có cái mẫu lưu. Anh Thanh Tâm RC, cái cám đấu hiện tại á nó có 30% trái cây. Nên anh Thanh Tâm RC cứ dùng cám đấu thoải mái đi. Đến khi con chim nó căng lửa quá thì mình dùng cám dưỡng để mình hãm chim lại. Mình thay đổi cám, hạ gọi là hạ cám đấy. Còn nó không có cái chất kích thích, không có cái những cái gì mà kích thích con chim để căng lửa theo kiểu như là thuốc tây hoặc là cái gì đâu, nên là nó sẽ không ảnh hưởng tới cái mùa thay lông mùa sau đâu anh. Chào anh Hoàng Bửu, chào tiếng Barcelona nha. Chào Dũng Võ. Gói anh cắt bỏ rồi nhưng hôm mua thấy ngày sản xuất là tháng 6 23. Tháng 6. Anh Sơn Quân. Anh Hoàng Anh Lê nhớ lại xem cụ thể ngày máy báo cho em với nha. Em cắt bỏ lưu ra em thử xem sao. Cám dưỡng quanh năm ổn không anh gì? Cám dưỡng quanh năm thì mọi người dùng cám dưỡng nhiều mà. Sản lượng của cám dưỡng bán gấp 3 lần cám đấu và cám khoáng đấy chứ. Một năm mà là phải in tới 3 triệu cái nhãn cám dưỡng mà. Cái túi cám dưỡng mà. Cái mặt anh bị khói hàng nó đỏ chứ không phải nhậu đâu Dũng ơi.
nhậu đâu mà nhậu biết không nội, nè nó lột cái này, chỗ cái phần này nó đang lột da này Dũng này, hàng cái bậc thang thoát hiểm của căn hộ đó. Anh Lê Văn Minh, bao bì cắm khoáng giờ trừ là anh mua cái gói có mã vạch mã check code anh là có mới, hoặc là từ sau ngày 16 tháng 6 năm 2023. Anh Nguyễn nhắn cho em cái kim hai quạt cầu trà mặt dưới cầu có cách nào trị không? Cái vấn đề anh Nguyễn gặp thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là con chim nó yếu, nó quạt cầu đập mặt. Hai là nó bị rặn mặt ký sinh, anh hốc mũi á, thì nó sẽ cũng hay ấy lắm, hay bị đập cầu quạt mặt đấy. Có nick ảo mua vô đây nè. Hoàng Kim quấn à, nick thật mà nổi gì ta. Mình là người lịch sự, mình không cãi nhau trên like. Còn bạn gì đây, cùng may gì nổ đây, nổ hay không thì đến Đà Nẵng gặp mình bạn nhé. Số điện thoại mình có sẵn trên gói cám, rồi đến là mình xử lý luôn lần. Anh dùng một dưỡng và một đấu. Em đang cho chim ăn ba con chim màu, khoảng 4 con chim mới thay lông xong, em vẫn đang dùng cắm đấu mới. Cái chim quạt cầu trà mặt dưới cầu á, thì bây giờ chỉ có là vệ sinh cái lớp da với lại cái lớp cái hốc mũi của chim để nó vệ sinh sạch sẽ cái chỗ đó là một. Hai thì mình phải cần xem kỹ thì nó bị cái vấn đề gì thì mình mới chữa được, chứ còn bây giờ mà đoán mò thì không thể đoán chính xác được. Anh Trần Di dùng cắm khoáng thay lông thả lực. Vấn đề thay lông xong thì anh thấy cắm khoáng nó không đáp ứng được lửa của chim thì anh có thể đổi qua cắm đấu. Còn có vấn đề thả lực thì hãy thả khi con chim nó có lửa, đừng bao giờ thả lực khi con chim không có lửa. Con chim đã có lửa rồi, đấu ok rồi thì lúc đó mình mới xem xét thử nó có thiếu lực hay không, thì lúc đó mình mới tập lực nha. Chim mới xong lông em cho cắm đấu luôn được không? Anh cậu chim Bill cùng câu hỏi với lại anh gì đó. Anh có thể cảm thấy mà con chim nó chưa đạt, cần tăng mức dinh dưỡng trong cám thì anh có thể đổi qua cám đấu nha, thoải mái anh, cám đấu hạt vàng nha. Anh Hậu, chào anh Hậu nha. Anh Lành Văn Thủy nè, tắc bô đơn giản mà, tắc bô thì mình cho ăn trái cây như tắc bô thì mình cho ăn những cái cây như đu đủ này, rồi nho Mỹ nè, cherry nè, những cái thức ăn mà ngọt mà có tính nước thì con chim nó sẽ vừa có lửa mà nó vừa khỏi phải tắc bô. Và bố trí cái cống nước thủy tinh, một cống một ống để cho nó thấy nước nhiều mà nó uống nước nhiều hơn thì nó đỡ tắc bô. Nếu mà tắc bô thì chuyển qua cắm dưỡng thì thấy hợp lý. Anh Lành Văn Thủy nha. Anh Trần Di cũng cùng câu hỏi này. Anh em mà cứ dùng cắm khoáng mà thấy chim nó không đặt lửa thì có thể đổi qua cắm đấu, thoải mái. Nhiều lúc cầu nó dơ. Đúng rồi anh Minh ơi,
cái cầu chim thì mỗi tuần em đều mang lòng ra xịt vệ sinh, giặt áo trùm, vệ sinh cầu sạch sẽ hết. Cầu dơ nó nhiều khi là rất oan đấy. Cái cao cái nguyễn sinh hồn dưới bàn chân có nốt đỏ này là chim bị làm sao này, cái này mình cũng bị, cái này mình cũng bị hai con và hiện tại thì đang chữa. Dấu hiệu thì mình bắt ra mình xem thử nó có bị dâm và nó có bị cái bệnh này. Anh em bị rất nhiều mùi, hầu như là tỷ lệ không phải là 10 con đấy, cả hạn khoảng 1 đến 2 con bị đấy. Anh nghĩ xin không, cái này sắp tới em gửi thuốc cho anh cứ nhắn cho em đi, gửi thuốc ra, gửi thuốc anh Hoàng anh Lê nhắn tin rồi. Cám ok, cám anh Hoàng anh Lê là dùng là mới hay cũ mà viên nó sẵn người ta. Độ ẩm cao à, cám trong cống ok này. Anh Nguyễn Sinh Hùng nhắn cho em cái thông tin nha, để em gửi cái thuốc đó về anh bắt ra, bắt ra vệ sinh chân xong bôi khoảng một tuần, bắt ra khoảng thả vào màng ấy, bắt ra cho chim cho nó đỡ hoảng. Một tuần mình làm vệ sinh 3 lần, em gửi thuốc cho. Đang thay lông có đổ cám được không? Anh Trương Phát đang thay lông đổ cám gì anh? Anh nói rõ hơn cho em một chút với. Cảm ơn anh Lã Lượng nha. Chào anh Nội Trương Văn, khách hàng lâu năm của em. Em xem cái của anh gửi qua rồi. Anh Hoàng anh Ly, anh xem thử là con chim ăn cái cám để qua đêm 2-3 ngày mà có độ ẩm cao á, mà nó ăn vào mà cái biểu hiện của phân của nó có tốt hay không. Nếu như nó chuyển biến từ phân đang tốt mà nó chuyển qua phân không tốt thì có lẽ là anh cũng phải không nên dùng đó anh Hoàng anh Ly à. Tốt nhất là mình để lượng cám vừa phải thôi, trong ngày thôi. Anh Hữu Điền, cám dưỡng thì ăn quanh năm, thay lông thì ăn cám khoáng. Nếu như mình dùng cám dưỡng mà mình cảm thấy con chim nó vẫn còn thiếu chất, nó vẫn còn chưa căng lửa thì có thể lên cám đấu. Lên cám đấu xong rồi nuôi bắt lửa con chim, con chim đấu ok rồi, đến khi con chim nó dư thừa chất quá, nó có những cái biểu hiện của dư thừa chất thì lúc đó mình quay trở về cám dưỡng mình nuôi. Chào anh Nam Lucas. Anh Nguyễn Sinh Hùng nó bị cái bệnh này là nó cũng bị giống như gà vậy. Cái bệnh mà có nốt đỏ ở dưới chân ấy. Mình cũng đang bị hai con và đang dùng thuốc thấy cũng đỡ. Có gì anh nhắn cho em cái địa chỉ đi, em gửi thuốc ra. Khả năng ngồi kia. Ngồi bắt độ ẩm nó cao không? Chào chị ha. Anh Lã Lượng nhắn thông tin cho em gửi thuốc ho cho. Thuốc ho em nấu từ tương tự là em nấu thuốc nam. Những cái vị thuốc ho, thuốc nam. Em nấu cô đặc lại giống như siro. Anh nhắn em thông tin em gửi cho anh loại thuốc ho nha. Ăn rồi anh, ăn hào rồi. Anh Hồng Kim Liên, chào anh Đinh Cất Hùng. Chào mấy bác đây con. Con chào mấy bác. Xuống chơi đi, xuống nhà dưới chơi. Ba làm việc chú. Phân vẫn bình thường. Nếu như phân vẫn bình thường anh cứ sử dụng bình thường anh Hồng anh Liên nha. Anh Thanh Tâm hỏi, RC hỏi hay này. Cái lượng dùng cám đấu mà lượng cầu cào bao nhiêu là hợp lý? Hiện tại thì em đang nuôi là 10 con cầu cào một ngày. Em cho cả 10 con vào từ sáng sớm luôn. Và đến trưa em xem lại, nếu như con chim nào mà ăn hết ấy, thì lúc đó buổi chiều em cho thêm 2-3 con nữa. Tắm xong em cho ăn thêm 2-3 con nữa. Nhưng mà nó cũng tùy thuộc cái độ căng sung của chim anh Thanh Tâm ơi. Ví dụ như mà mình nuôi mình thấy chim nó căng quá,
nó có những cái biểu hiện dư chất thì lúc đó mình ấy mình giảm lại, mình giảm lại còn 5-6 con một ngày thôi. Chào anh Phú Ạc nha. Chào chào My. À anh Trương Phát đang thay lòng cắm hiệp đổi cắm thắng mẹo được không? Cái này là anh Trương Phát quyết định à? Cái này mà nếu như em bảo đổi được thì mắc lòng anh Hiệp lắm. Hiệp cũng là khách hàng cũ của em. Cái này anh cảm thấy đổi được thì anh cứ chuyển qua thôi. Mà cái này là nó sát về độ tin tưởng của thương hiệu. Chào Nguyễn Văn Đại. Thái Hòa, chào Thái Hòa. Kiến Phan nhắn thông tin để gửi cái thuốc ho cho Kiến Phan nha. Khàn giọng cái khàn giọng này á, nó anh em chữa là anh em hạn chế cả ho với lại khàn giọng luôn. Anh em hạn chế cái vấn đề tắm với lại phơi nắng hàng ngày. Khi chữa bệnh ho khàn cho chim, ho đờm, ho khàn thì anh em phải kiêng tắm và kiêng phơi nắng. Cái phơi nắng với tắm nhiều nó cũng ảnh hưởng tới cái chuyện là bệnh nó bị nặng hơn nữa đó. Chào anh Sơn Nguyễn Đức. Cái anh em đừng có sợ con chiếu nó bắn. Anh em cứ thay cái bố lồng hàng ngày thôi. Còn việc con chim nó sẽ tự xỉa lông, nó sẽ tự chích dầu ở cái phao câu của nó. Nó xỉa lông sạch sẽ, nó không có bị bẩn như anh em lo nghĩ đâu. Mình ở chữa những chim là 60 ngày mình không tắm. Anh Hoàng Anh Ly nhắn gì đây? 60 ngày không tắm là con chim này nó ho dã man lắm á, mà em vẫn chữa được. Mà kiên trì lắm anh em. Nhìn con chim mà 60 ngày không tắm nhìn nản lắm, nhưng mà vẫn phải kiên trì thôi. Tên các hùng bị ho thì nhắn anh gửi thuốc. anh Ngọc Cao Bao thay lông bằng cắm dưỡng xong có cần bổ sung cắm khoáng không? Cái này anh không cần bổ sung cắm khoáng nữa, vì trong cắm dưỡng nó cũng có khoáng, nhưng mà nó có cái hàm lượng vừa phải, hàm lượng nó không nhiều như cắm khoáng được đâu. Cắm khoáng thì nó mát hơn cắm dưỡng. Anh chỉ cần bổ sung cái khoáng tái tạo sắc tố để cho lông nó đẹp hơn. Quẹt cầu lau ho thì hết không? Cái vấn đề chữa ho nó anh Duy Phùng hỏi này. Quẹt cầu lau ho có hết không? Cái này là không nói trước được anh ơi. Em không có tài giỏi đến mức mà phải nói trước được mình có vấn đề tương lai được. Cái này nó thuộc về cái vấn đề là mình chữa hàng ngày. Nó thuyên giảm, nó bớt, mình kiêng cử những cái vấn đề mà con chim nó lậm nước lậm nắng, thì cộng với mình cho ăn uống đầy đủ, con chim nó sẽ tạo thêm cái sức đề kháng, kết hợp với cái thuốc đó nó cũng sẽ tạo thêm sức đề kháng. Hiện tại thì thuốc ho mình không sử dụng thuốc nam thôi, không sử dụng kháng sinh, không sử dụng thuốc tây. Chia sẻ cách nhìn nhận con chim thiếu lực. Con chim thiếu lực thì em đi vợt em biết ngay mà. Nó sẽ nghĩ sinh hùng. Em vợt mà con chim nó còn lửa, nó còn muốn đấu mà nó nhảy không nổi nữa thì là rõ ràng con chim thiếu lực rồi. Nó đang đấu nếch cầu liên tục. Và qua cỡ tầm 40 phút, 1 tiếng bắt đầu nó sẽ di chuyển chậm lại. Đến lúc là nó đứng, nó gồng. Nó đứng, nó gồng trên cầu á, không còn di chuyển như trước nữa. Lúc đó về kiểm tra chân, khớp gối, móng, rồi bốt, cắn bốt hay không, rồi xem bắp cơ đùi nó như thế nào, rồi bắt đầu quyết định tập lực. Tập lực thật ra nó đơn giản à, bỏ vào cái lồng 60 nuôi thôi chứ có gì đâu.
anh Hoàng Anh Ly, anh có con chim vụ trước ăn 9 chung kết, nhưng ho mãn tính không khỏi, nhưng vẫn thi chung kết, vẫn ho túc tắc. Cái này, cái thuốc ho của em anh sử dụng hàng ngày được nha anh Hoàng Anh Ly. Nó là thuốc nam, những vị là vị lá cây, những vị lá cây, những quả, những cái vỏ như tầng bì rồi đấy, thì nó không về lâu về dài nó không có hại đâu. Ngày sử dụng em khuyên mọi người là ngày sử dụng có 3 giọt mà. 3 giọt trong một cống nước mà. Nếu như mà sử dụng hàng ngày luôn thì ngày 1 đến 2 giọt pha vào cống nước. Nó uống vào thì nó cũng sẽ tốt hơn chứ. Anh Thiền Hoàng chụp ảnh phân gửi cho em tư vấn cho. Trần Vũ Duy Linh chia sẻ cách chăm chim khi có lửa để đi thi. Em đi thi em cũng rất lên rất xuống này mà. Em cũng như mọi người thôi, cũng không có tài giỏi lắm đâu anh. Nói chung cũng như nghệ nhân bao nhiêu nghệ nhân khác. Vấn đề quan trọng là mình có không gian nuôi và con chim tốt chắc. Còn chăm thì cũng đơn giản. Em chăm thì sáng ra em chăm, em phơi nắng 20 phút, phơi nắng sáng sớm 20 phút. Xong vào em cho ăn trái cây mới cào cào, kiểm tra nước, kiểm tra cám. Xong em tủ lại, em cho vào tủ em đi làm. Rồi tới trưa 12 giờ về rồi em tắm. Em tắm xong rồi em cũng kiểm tra đồ ăn, thức uống. Nhưng mà tắm xong thì em ít khi bỏ trái cây vào liền lắm. Tắm xong là cỡ 30 phút sau, sau khi để cho chim làm lông ra rồi đó thì em mới bỏ trái cây vào. Rồi em lại cho chim đi ngủ. Tới 5 giờ, tới 5 giờ em lấy trái cây ra. Vẫn để cào cào nước. Cho em ngủ sớm đi. Mai em đi học. Anh xay ra đây cho hết chó. Ảnh hưởng gì đến quá trình thay lông? Anh Trương Phát ơi, cái việc anh đổi cám thì anh hãy thay lông hoàn thiện đi rồi đổi cám. Chứ bây giờ con chim nó đang dùng cái cám thay lông mà. Còn nếu không anh, nếu mà anh tin tưởng thì anh có thể chọn hai hãng vào. Cái đó là anh tin tưởng, anh Hiệp và tin tưởng em thì anh có thể dùng mỗi hãng cám một loại cám thay lông chọn chung vào với nhau cho công bằng. Em cảm ơn anh nha. Cái chữa ho mãn tính nói thật ra nó phải cái độ kiên trì nó phải cao lắm. Có nhiều con chim mà nó ho năm này qua năm kia, rồi mình chữa nó phải 6 tháng, rồi có nhiều con phải chữa cả năm. Mình bỏ qua cái chuyện mà phải thời gian đi, không có khái niệm. Những con chim mà ho mãn tính thì đừng có khái niệm là thời gian bao lâu. Mình cứ cho ăn uống đầy đủ, đừng cho ăn đồ quá độc hại là được. Rồi dùng thuốc nam hỗ trợ nó tăng sức đề kháng và nó họng nó không bị viêm nhiễm, không tạo ra đờm, hốc mũi nó sạch sẽ, không có những cái rặng mạc ký sinh, thì nó sẽ dần dần nó sẽ giảm và nó hết thôi. Anh Nguyễn Thành cứ nhắn tin thông tin đầy đủ qua cho anh, rồi mai anh kiếm thuốc ho ra anh gửi cho. Gửi cho em lọ lớn một chút, lọ 50ml, em về em nhỏ mỗi ngày 2 giọt vào trong cốc nước cho nó uống. Cho em chạy cái bình của anh gửi cho em sẽ uống được mấy tháng. À, anh Thanh Sang hỏi hay này. Con kêu nuôi cắm mát, chế độ mát, vẫn cắn nang, có khách nào khắc phục không? Anh đã từng bắt con chim ra anh vuỗ cái mỏ đó chưa? Mỏ nó như thế này này. Xin lỗi mọi người nha, mình hay có thói quen để bông tay. Cái mỏ như thế này này. Em thả vào mồm mới bắt. Bữa hôm nó đi thi nó cắn chân. Em nói vợ em là lên, em giữ cái mỏ như thế này để vợ lấy cái vuỗ bông tay á, vuỗ giấy á, vuỗ cái mỏ nó đi. Gần 1 mm. Và từ đó thì không thấy nó cắn nang nữa. Cách hợp là em cho uống vitamin mà vitamin mát á,
vitamin mà không phải là để công kích, mà vitamin là để cho cơ thể con chim nó mát mẻ, nó dịu con chim lại. Anh Võ Thanh Sang có gì nhắn em cái thông tin đi, để em gửi cho anh một chai. Mỗi ngày anh giỏ 3 giọt vào cốc nước. Cốc đó thì anh uống được 2 ngày. Cốc nước thì thường thường mọi người uống 1 ngày rưỡi hoặc 2 ngày. Còn ai kỹ thì có thể thay hàng ngày. Cho nó uống nó dịu con chim lại. Còn nếu như mà anh quan sát nó có mỏ trấu thì anh nên dũa đi. Dũa cho nó mất cái mỏ trấu đó đi. Nó còn lại một cái mỏ chính của nó thôi. Thì nó giảm được cái tình trạng mà cắn nang. Mình dùng hai cách. Mình dùng cách ở trong người con chim là cách cho nó uống vitamin mát để cho nó hạ cái con chim xuống một xíu nữa. Mặc dù mình nuôi mát rồi, mình vẫn cho uống cho cơ thể nó dịu xuống. Rồi cách thứ hai là mình dũa cái mỏ trấu nó đi. Thì đến cái đoạn giai đoạn mà cái mỏ trấu nó dũa đi rồi, đến cái giai đoạn mỏ chính của nó, nó gõ vào nó rất gõ vào nang nó rất đau, mà nó sẽ gõ vài cái xong nó bỏ luôn, nó không còn gõ vào nang nữa đâu. Nhưng mà bắt chim cẩn thận, đừng để chim hoảng nha. Cái chim Trần Vũ Duy Linh anh chia sẻ cách chăm chim có lửa. Ở chế độ lửa đi thi. Anh Trần Vũ Duy Linh ơi, nếu mà chim mà đã thi rồi có lửa, mà đã đi thi rồi á, mà đã có giải rồi á, nó báo hiệu cho mình ấy. Như vậy á thì là anh nuôi riêng nó ra. Em thì em là rất muốn là mình có cái nhà khoảng 5-10 tầng gì đó. Mỗi tầng em nuôi một con. Hoặc là mình có khu vườn khoảng 5.000 mét vuông, 10.000 mét vuông, là em xây mỗi cái nhà khoảng mỗi cái phòng cỡ 20 mét em nuôi một con. Nếu như mà có điều kiện mà nuôi được như vậy thì nuôi chim thi rất tốt. Cứ 20 mét vuông một con. Mà tường phòng rồi cửa kính đồ này nọ, cách âm cách đồ này nọ. Mà có nắng có chút gió thoảng thoảng nữa thì được. Anh nuôi riêng ra, đừng để cho nó gặp nhau. Thứ nhất là không tắm chung, tắm riêng này. Thứ nhì là anh phơi nắng cũng phơi riêng. Rồi chỗ ở cũng riêng biệt ra. Rồi đừng cho ban ngày, đừng cho nó bắt lửa, nó hốt rồi hốt qua hốt lại nhiều. Khi mà ở trong nhà mà để sát nhau, nó hốt qua hốt lại nó đè nhau thì nó không còn có độ lửa ổn định để đi thi đâu. Nếu như có điều kiện nuôi riêng ra là càng tốt, con chim nó sẽ ổn định hơn. Như vừa rồi con chim của em đưa đi hết, đưa vào em thay lông, là em thay lông nhà khác, một cái nhà rất mát mẻ em nuôi lông. Còn cái nhà em đang ở là em chỉ nuôi mình con thiên thần thôi, và nó rất ổn định. Mà từ khi mấy con kia nó xong lông em mang về cái là con chim nó khác liền. Cái độ lực, cái độ đáo của nó khác, nó không còn cái độ căng nhất định của chim. Chào anh Hoàng Tuấn Bắc Giang. Sơn có con lúc thay lông bị ho, chữa máy cũng không khỏi, giờ ngày ho vài lần. Rồi mai gửi bưu điện tới nhà Sơn luôn nha. Chào uống. Văn Trọng. Anh không bán thuốc đau bụng mà anh bán mang tiêu hóa, Văn Trọng nha. Mang tiêu hóa dành cho chim. Mang này nó siêu nhỏ. Cái niêm mạc của chim ấy nó siêu nhỏ thì nó phải cần có loại mang siêu nhỏ và hòa tan với nước rất nhanh để cho con chim nó thẩm thấu. Nó bám cái lớp mang vào thành đường ruột ấy thì con chim nó sẽ cái đường ruột nó sẽ tốt hơn, tiêu hóa tốt hơn. Anh Trần Mạnh Huy gửi cám cho em rồi, nếu có thuốc ho mãn tính thì gửi em chai. Ok, Trần Mạnh Huy là Đắk Lắk rồi. Ok, để anh chiết ra chai lớn anh gửi cho. Gửi dùng cái chai thuốc ho em dùng cả năm cũng được. Nó không có bị hỏng thuốc nam á, em bảo quản tốt, em đừng có để những cái tác nhân bên ngoài vào trong chai là nó không bao giờ hỏng. Anh Trần Việt hỏi hay này. Chim hay rủ mình, anh phân tích giúp em các nguyên nhân. Anh Phương Văn cũng hỏi hay, nhưng mà em trả lời anh Trần Việt trước nha. Cái vụ mà chim mà rụng mình ấy, thì nói thật ra là
khi mà con chim mà nó rụng lông á, nó rụng lông quá trình thay lông á, nó rụng lông rất nhiều mà anh em mang ra tắm á, khi con chim yếu á, anh em mang qua lồng lực ấy, qua lồng tắm á, mà nó không chịu tắm mà anh em xịt nước cho nó tắm á, thì lúc đó là con chim nó sẽ yếu đó, sau này nó dễ rùng mình lắm á. Còn rủ mình á, thường thường nó rơi vào cái tình trạng là có những con rủ mình ấy nó không khéo, có những con ngứa đang đấu ngứa nhưng mà không xỉa, rủ một cái rồi đấu lại. Đó là những cái con mà tinh quá, những con chim mà có mùa không khéo, nó không biểu hiện là mình xỉa ngứa mà mình xỉa, mà nó biểu hiện là rủ một cái đấu ngay. Nó con chim đó rất hay. Còn mà chuyện mà rủ mình vì yếu, sức khỏe yếu, rồi lửa kém thì cũng hay rủ mình lắm. Cái này anh nuôi chim cho ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh, rồi nắng non anh phơi đầy đủ, tắm táp sinh hoạt đầy đủ, ngon lành, ngủ nghỉ đủ giờ đủ giấc thì con chim nó tự động nó khỏe lên, mà nó sẽ qua được cái giai đoạn mà hay rủ mình đó. Trả lời anh Phương Văn nha. Con chim lông xong thi trận đấu đầu về nhiệt, cứ rụng lông mình, nay bắt đầu rớt lông đuôi, liệu có bị sốc rụng lại không em? Vẫn đi thi bình thường. Cái này xong lông quan trọng là giai đoạn xong lông, mà anh đã xác định nó xong lông hoàn toàn chưa, hay là nó vẫn đang mọc độ dài thêm một chút nữa. Và quan trọng là cái lớp da và cái lỗ chân lông và cọng lông nó đã khít nhau chưa, ôm chặt nhau chưa. Nếu như anh đi đánh sớm qua là dễ rụng lại. Rụng lông sót thì không quan trọng anh. Rụng lông sót thì con chim nó không thể nào mà nó thay lông trùi lũi như con chim non mới nở được. Nó thay lớp này lớp kia lớp nọ thì nó sẽ còn lông trên người. Và trong quá trình mình nuôi tháng thứ tư thứ năm sau khi xong lông ấy, thì nó vẫn có rụng lông sót nữa, lông tơ, lông bụng, lông đồ ấy. Nhưng mà rụng lông đuôi thì là khả năng là bị sốc rồi, khả năng là anh phải dừng việc đi thi lại, nuôi thêm cho nó đúng một tháng nữa để cho nó mọc lông cứng cáp lại rồi anh mới đi thi lại. Bây giờ anh đi thi nữa nó rụng lại tiếp đấy. Xíu lực Nguyễn Sinh Hùng, mình trả lời anh Hùng câu này rồi. Rồi Văn Mạnh, phân không tốt, hơi lỏng, điều trị sao? Mình điều trái cây Văn Mạnh ơi. Nếu như mà chim ăn cám mà phân nó hơi lỏng thì mình điều trái cây mang tính khô. Hiện tượng đó là con chim nó uống nước nhiều một chút, thì lúc đó mình điều cái trái cây mang tính khô. Và khi con chim nó ăn cám mà nó đi phân khô quá thì mọi người điều trái cây mang tính nước cho nó. Mọi người điều trái cây càng ngọt thì con chim nó sẽ càng căng lửa. Mà trái cây mà nhạt, mang tính nhạt thì con chim nó sẽ càng giảm lửa. Chào anh Phong Trần. Chim thi đấu dù mình dỗ mình nhưng chim gãy thì bị gì anh? Anh Lưu Nhận Phát có tay đẹp ghê. Cái việc thi đấu mà nó dỗ mình với nó gãy rỉa thì con chim nó bị yếu này, nó bị thua nước, nó cũng gãy rỉa, nó cũng dỗ mình. Cái này mình nuôi con chim khỏe mạnh lên rồi mình cho đấu, con chim thiệt căng lửa lên thì nó giảm được cái tình trạng đó. Với lại nuôi sạch sẽ con chim lồng lá, áo trùm cống, gâm chuối, rọ cào cào, mấy cái gâm chuối mà anh em không vệ sinh thường xuyên hả, là cái con rặn trắng trắng nó bu đầy luôn trong cái gâm chuối luôn, mà mấy con nó búng như nhện, giống như siêu nhân á, nó búng bạch 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 luôn á. Nó mà vô người chim rồi thì thôi, lá ngứa không ghê nữa thì thôi. Mà anh vệ sinh, anh em chú ý cái rọ cào với lại cái gâm chuối. Rồi những cái cống, tai cống nó bị có những cái lỗ hở keo ấy, rặn nó hay và ở vào trong đó lắm. Chú ý vệ sinh hàng tuần. Chào anh Lucas. Huy TR. Anh ở ngoài Bắc anh cứ dùng cắm khoáng đi. Cấm khoáng dùng thay lông mà. Dùng 3 tháng cấm khoáng.
thay lông xong rồi mà anh giữ cấm khoáng anh nuôi con chim mà nó bắt lửa thì anh giữ cấm khoáng anh nuôi, còn con chim nó không bắt lửa thì anh sau 3 tháng anh có thể tăng lên cấm đáo, tăng hàm dinh dưỡng cao lên cho nó một chút để cho nó vào lửa, nó ăn được dinh dưỡng cao hơn thì nó khỏe hơn. Cái vấn đề mà di chuyển chim xa thì không ảnh hưởng đến sức khỏe con chim, quan trọng là bạn di chuyển phương án gì. Nếu như mình là hay thích đi ô tô, mình thì sáng sớm 5 giờ mình dậy, 5 rưỡi mình đi, 6 giờ mình đi đến 4 giờ rưỡi chiều mình nghỉ, mình vào khách sạn mình ngủ. Rồi mình nói chung cái này là nó nằm trong cái việc cẩn thận. Khách sạn ngủ và mình dặn lễ tăng mở trước cửa bật quạt cho mình để bay hết cái mùi khử trùng đồ đi. Trong khách sạn hay dùng cái đồ khử trùng lắm. Xong rồi mình có mang theo cái giá để treo chim ngủ. Mình đừng có di chuyển ban đêm là được anh Trần Bá Long. Còn máy lạnh thì anh để 28 độ. Con chim ở cái mức độ 28 độ và 28,5 thì không bao giờ ho. Anh bật máy lạnh trong xe 28 độ phải 5 thì không bao giờ con chim nó bị ho. Em đi Sài Gòn, Hà Nội em cũng đi suốt à. Mà đi thi em có thói quen đi thi xong rồi là em chạy đêm luôn. Nhưng mà chưa thi thì em chạy ban ngày thôi, em không chạy ban đêm. Chào anh Bro Bác. Đâu, em đâu có uống đâu, ăn thôi. Cái mặt em bị hàng cái cầu thang thoát hiểm của căn hộ á, vừa rồi ở Hà Nội nó cháy cái chung cư á, thì em cũng đang có những cái căn hộ cho thuê ấy. Thì bây giờ công an nó bắt là phải mang phòng cháy chữa cháy, là nó bắt phải có cầu thang thoát hiểm bên ngoài tòa nhà. Thì tuần vừa rồi em mua sắt về em tự làm luôn, chứ bây giờ kêu thợ sắt không có, mọi người đi làm nhiều lắm. Cái này sắp tới nó áp dụng cả nước luôn ấy. Nhà nào mà cho thuê mà nhiều tầng là bắt làm hết. Chào chú Lê Hiền, chào anh Lê Hiền chứ. Anh Lê Hiền dạo này tập thể dục khỏe người ra. Thuốc ho có mấy chục ngàn em mà. Thuốc ho có 60 ngàn một chai thôi. Em uống cả tháng không hết. Thuốc nam nó rẻ lắm, thuốc nam mình mua thuốc nam về mình nấu thì nó rẻ mà. Nó cũng tương tự như siro ho đó đó. Cũng có mật ong, cũng có bạc hà. Mấy vị thuốc nam mà chữa ho đó. Chim cháy nhiều quá chữa kiểu gì anh? Anh mang đi giật, anh mang đi thi, anh mang đi đóng hụi anh Hương Hội ơi. Chim cháy nhiều quá là mang đi đóng hụi giống em này. Con chim nào mà thay lông xong mà cứ cháy nhiều là em xách đi đóng hụi về hết cháy luôn. Mà làm thế nào gặp chim cọp nữa thì chỉ biết lấy giải thôi. Đúng rồi anh Thời ơi, cái cám nào mà nó mang tính không công kích, cắm mát, không dùng để công kích thì con chim dùng lâu dài nó cũng chẳng cái bệnh gì, ít bệnh tật lắm. Cái việc ho là nó chẳng qua là mình phơi nắng bị quen. Ví dụ như mình phơi nắng con đó 20 phút thôi mà mãi uống cà phê cả tiếng sau mới quay về đem chim vào thì những cái đó là gọi nó sinh ra bệnh. Rồi mình tắm đúng cái luồng gió mà lùa, hoặc là cái thời điểm giao mùa với nhau á, thời điểm nó rất độc, thời tiết nó rất độc, mình đây còn cảm còn ho nữa, ủng hộ gì chim. Thì bởi đó anh em xem và tránh những cái trường hợp mà nhạy cảm đó để cho con chim nó khỏi bị ho, cho là bị ho rồi con chim nó xuống sức lắm. Thì trong lúc mà thi mà thấy chim ho thôi muốn chim xuống rồi, không muốn cho con chim nó thi tiếp đâu, về chữa 10 ngày nửa tháng con chim nó mới đỡ lại. Chào anh Bình Trân nha. Đúng rồi anh Thời ơi, chim không tắm là cơ thể nó yếu, không nên ép. Mình vẫn cho nó tắm đúng một cái chỗ đó, cũng có lồng tắm của nó, cũng có không gian đó, không có gì thay đổi hết. Nhưng mà bỗng dưng con chim nó không tắm thì đừng có ép nó. Nó có vấn đề thì nó mới không tắm. Mình ép nó nhiều lần như vậy nhiều khi nó không tốt đâu. Chào anh, chào sáng nha, chào Quang Sáng nha. Nhớ miết kỷ niệm Quang Sáng bắt xe đi vào Đà Nẵng gặp hồi anh em mình đam mê. Chào anh Toàn. Mai xuống anh chúc thi anh Toàn ơi. Anh em rủ quá trời luôn, anh em nhắn xuống anh chúc thi. Vé năm xị. Mai mang chiến binh đi anh Toàn nha.
kim rũ mình và lắc đuôi. Cái này nó cũng thuộc về kim yếu anh Lưu Gia Bảo ơi. Những con kim mà rũ mình lắc đuôi không xỉa thì với em ấy, là con kim đó vẫn ok, vẫn không. Rũ mình lắc đuôi nhưng mà đừng có tắm nha. Vũ mình mà lắc đuôi xong rồi tắm khô luôn là về nuôi lại. Cái đó là đóng hụi đấy. Em mà đi thi mà em thấy cái giai đoạn mà rũ mình mới lắc đuôi là em kêu rồi, đóng hụi rồi. Cái này thường thường thì mình nuôi vệ sinh sạch sẽ, nuôi chim căng lửa lên. Thực ra bây giờ nuôi chim bây giờ chủ yếu cho ăn, cho uống, cho tắm, cho phơi, rồi cho chim nghỉ ngơi thôi. Một cái không gian ok để cho chim nghỉ ngơi thôi. Mỗi tuần đi giật 1 đến 2 buổi về rồi nuôi. Bây giờ nói đúng ra người miền Nam người ta nuôi trùm con chim cũng hay, chim nó bắt lửa hay. Khi xưa thì mình quan niệm là không trùm để cho con chim nó thoải mái thì lửa nó vào chậm hơn những con chim mà nuôi trùm. Anh em chú ý những con chim mà nuôi trùm ấy nó sẽ ra vào lửa nhanh hơn. Chào anh Toàn. Em idol chi đâu. Chơi chi vui mà. Chào anh Bông. Anh hỏi em là chim lắc đuôi có phải bị dung sáng không? Em mua thuốc sổ dung rồi. Em cũng như anh nghĩ nha, em sổ dung mà chẳng thấy con dung nào hết. Từ xưa đến giờ em thấy trong con cầu cào, những con cầu cào mà cầu cào mái á, cầu cào lớn ấy, cho thường thường cho trời ăn ấy, những con nó dung sáng nhiều. Và em cũng sợ chim bị dung sáng, em cũng mua thuốc bình thuốc của Bỉ á. Thuốc em mua có một tiếp nhỏ bằng cái ngón trỏ này thôi nè, gần 2 triệu một tiếp đó. Và mỗi lần sổ một con chim là sổ chừng này đó, thuốc 1 cam mà em mua gần 2 triệu em về em sổ chả có con dung nào. Và em thấy con chim nó cũng bình thường, chẳng thay đổi gì cả, nên thành ra tới đó giờ em bỏ luôn cái chuyện sổ dung luôn. Thế là người ta gọi song long tập lực cho chắc long. Đúng rồi, cái vấn đề anh Quang Thời nói đúng mà. Nhưng quan trọng ấy là mình phải xác định là con chim của mình nó đã cứng cáp lông chưa. Cái lớp da và cái lỗ chân lông và cái cọng lông nó đã gắn chặt với nhau chưa. Đó, nếu như đã gắn chặt với nhau rồi, xác định như vậy rồi, tìm hiểu kỹ càng, quan sát kỹ càng bằng cách là mình quan sát những cái phấn, rồi bằng quan sát những cái tình trạng con chim mình nó đã khỏe chưa thì mới tập lực. Chứ bây giờ trải qua mấy 3 tháng thay lông, con chim đang còn yếu xìu, sơ rơ đó, thì bây giờ bỏ qua tập lực thì làm sao mà nó tập được. Nó giống như một người mình bệnh chưa khỏi mà làm sao tập thể dục được. Mình phải khỏi bệnh rồi mình mới việc tập thể dục. Còn rõ ràng thì tập lực, siết nắng thì con chim nó rõ ràng lông nó chắc chắn hơn rồi. Nhưng mà phải xác định khi nào mà lông lá cứng cáp rồi mới tập. Mà con chim có lửa rồi mới tập thì mới đạt được hiệu quả. Hôm rồi em like anh Diệu ơi, hôm rồi em like sớm thì mọi người lại đi chơi, không xem được nhiều thì hôm nay em quyết định là like trễ lại một chút cho mọi người về nằm trên giường xem em là nói chuyện với em chút rồi đi ngủ cũng được. Giò cào cào không bằng áo bẩn. Đúng rồi, nếu như áo trùm á, mọi người cứ hàng tuần mọi người giặt bằng nước nóng á. Mọi người mở cái vòi nước nóng trong toilet ra, mọi người giặt nó bằng nước nóng, xong mọi người phơi nắng ấy, rất tốt. Mình đừng có dùng xà phòng đồ gì hết, đừng có tạo mùi thơm đồ gì hết, cứ giặt bình thường vậy thôi. Không cần phải nước xả nước đồ đâu, con chim nó nhạy cảm lắm. Chào bạn mình Quang Rambo. Quang Rambo nào hình như thì mình có người bạn tên Quang Rambo á. Anh Kiến anh nãy anh nhắn gì? Kiến hồi nãy nhắn gì? Thu hồi. Anh Giáp Dương hỏi gì nè? Con chim mùa trước chơi không bị rỉa, mùa lông này thay lông đẹp nhưng chơi hay bị rỉa ở cổ, đấm đuối giống như bị mạt, như bắt ra ở chỗ đó có rỉa một lớp gì đó khô, lớp da khô. Cái lớp da này anh Giáp Dương lấy nước muối sinh lý nha. Anh thấm vào cái bông quái tai á, anh vệ sinh cái lớp da đó. Một tuần anh bắt ra anh kiểm tra, anh vệ sinh khoảng 3 lần đến 4 lần.
Cái lớp da này vừa rồi cũng có một clip ông anh ở trong miền Nam nuôi con chim nó cắn rất rất lông cổ luôn ấy. Khi mà nó bị viêm nhiễm cái lớp da nó ngứa nó sao á mà em thấy nó cắn kinh khủng lắm. Với khi anh phát hiện ra như vậy thì anh cứ vệ sinh sạch sẽ cái lớp da đó. Cùng có thể là em sẽ gửi cho anh cái loại thuốc mà về sát khuẩn cái lớp da đó, nhưng mà không ảnh hưởng đến cái việc lông lá mọc đâu. Thuốc cũng của chim luôn. Em là người chịu ra nước ngoài mua thuốc nhiều nhất. Em nói thật, ở Việt Nam đây mà để mà ra tìm hiểu mà ra nước ngoài nói chuyện với những cái chuyên gia bên nước ngoài về cám, họ bên đó họ cũng làm cám chim. Bên đó họ cũng làm thuốc tắm. Họ làm tất cả những gì về cái ngành chim, họ phát triển gấp mấy lần mình. Những cái công nghệ cao của họ mình phải đáng học hỏi kia. Anh Giáp Dương nha, có gì nhắn em gửi. Gửi cái loại thuốc bôi cái da đó cho nó lành lại. Chào anh Phi, chào em Phi cắt tóc nha. Nào thôi đưa Phi cắt tóc đừng làm cám làm gì nữa, để anh gửi lên cho mà dùng cho ổn định. Cám cầu cào làm gì? À, mình nói cho các bạn nè, con cầu cào ấy mà tại sao mà mình không làm cám côn trùng, không làm cám cầu cào? Vì trong con cầu cào nó có chất diệp lục, mà nó bảo lưu được cái chất diệp lục trong cơ thể nó, mà chất diệp lục nó là nó dành cho ăn tươi thôi, thì nó mới có chất, nó mới còn có chất diệp lục và nó mang lại cái hiệu quả là thải đào thải độc tố, chứ nó cũng chẳng có thành phần đạm nhiều đâu, đạm nó không bằng tôm đâu, một con tôm nó bằng cả trăm con cầu cào ấy. Còn cái cầu cào mà mấy bạn làm sấy nóng sấy lạnh thì mình không nói, những đơn vị nào mà dùng hệ sấy lạnh thì nó đảm bảo được chất dinh dưỡng, nhưng mà nếu mà để sấy nóng ấy, thì qua 60 độ là nó đã mất chất diệp lục rồi. Mấy bạn thấy để ý thấy cây cối không, nó mang chất diệp lục trong người, nhưng mà nắng cỡ 50 độ là bắt đầu cây cối đã héo rồi, thì còn đâu chất diệp lục nữa mà chim ăn vào. Bởi vậy mình quyết định không làm hạt cầu cào từ lâu rồi, từ mấy năm trước rồi. Tốt nhất là nó đã là mồi tươi thì nên cho ăn tươi. Chim mùa đầu cho ăn cám số 200% được không? Anh Phong Trần, anh nuôi từ từ, anh nuôi lên anh. Anh nuôi về cám ấy, là anh nuôi như bậc thang ấy. Anh nuôi từ từ, anh nuôi lên, chứ đừng có nuôi một phát anh nhảy lên trên cao luôn. Như vậy thì sau những cái mùa sau mà anh dùng cám để anh điều lửa con chim nó rất khó. Anh cứ nuôi từ từ, một cái loại cám bổi trước, một cái loại cám mà dinh dưỡng nó phù hợp với chim bổi, nó không hàm lượng đạm và protein nó không quá cao, để giúp cho con chim nó tiêu hóa được cái cám đó và nó hấp thụ vào trong người. Còn những con chim bổi mới, mấy bạn cứ cho ăn những cái cám mà quá nhiều chất dinh dưỡng ấy, thì con chim nó ăn nó không hấp thụ được vào trong người nhiều đâu, mà ngược lại nó còn sinh ra bệnh nữa đấy. Cứ nuôi từ từ anh, cứ nuôi cám tổng hợp, cám bổi xong rồi lên cám dưỡng, rồi anh thấy nó chưa đủ thì lúc đó anh cứ tăng lần nhẹ nhàng lên, còn qua mùa sau anh nuôi cám đấu thì hợp lý hơn. Nó em nghĩ lúc đó thì nó sẽ quen với cái vấn đề tiêu hóa thức ăn cám, cả năm 2 năm rồi nó sẽ hấp thụ được tốt hơn. Chim thay lông xong 2 tháng rồi, thi giải tuần rồi luôn rồi, nay bung lông tách đỏ 2 bên là bị gì? Khả năng mà bạn Nguyễn Sang hồi thay lông nó đã bung tách đỏ chưa? Hay là bây giờ nó chưa bung thì bây giờ nó bung? Nó thay. Quan trọng là lúc mà thay lông mình quan sát nó đã thay lông tách đỏ chưa? Nếu chưa thay thì trừ nó thay. Còn nếu như mà theo như bạn nói thì có 2 chiều hướng. Một là khả năng là những cái dinh dưỡng nó đang ăn uống nó thúc đẩy cho con chim nó phải thay lông lại. Trường hợp này anh em bị nhiều lắm, anh em mới vừa nuôi lông, bộ lông xong nghe anh em gọi về hỏi nhiều lắm. Ho mãn tính, anh Phạm Văn Trung Mơ, thì ho mãn tính này là chữa lâu lắm, chữa là quên cái chuyện thời gian đi, và dùng thuốc nam để cho nó uống hàng ngày thôi. Uống cái dạng như là uống giống như là 2 giọt một ngày, pha với nước trong cống cho nó uống thôi. Uống giống mi là nó uống, phải uống kèm như vậy đó. Nó thuốc ho thì nó không có bao nhiêu tiền đâu, thuốc ho trên thị trường thì rẻ, vài chục ngàn đã có một lọ rồi, dùng thoải mái. Thuốc nam thì không có độc hại gì đâu, chỉ có thuốc tây thì nó có kháng sinh, mà khi có kháng sinh thì cái mỗi lần con chim nó bị lờn thuốc chữa xong rồi,
đến khi có giai đoạn nào đó thời tiết hay như thế nào đó con chim lại phát bệnh lại thì mình phải cần tăng cái lượng kháng sinh lên lần nữa thì con chim nó hấp thụ được thuốc, nó mới có tác dụng để lành trở lại. Bởi đó anh em dùng nuôi chim á, dùng cách chữa ho dân gian và dùng thuốc nam thì ok, thế còn theo em vẫn không, tới bây giờ thuốc tây em hạn chế lắm. Có những cái siro ho mình thấy trên thị trường nó cũng tốt. Có khi xưa mình nhát làm mấy cái chuyện nấu, đi mua đồ về nấu nướng thì mình cũng hay dùng siro ho trên thị trường. Nhưng mà về lâu về dài mình thấy tự mình làm tốt hơn. Đem về đây Thắng ơi. Cứ thấy chim chạy tốt là đem về đây. Chào anh đi bao cao bồi. Em khỏe lắm anh ơi. Khỏe, được khỏe luôn. Thấy em vậy chứ người em là như tập thể dục thể thao khỏe lắm. Với lại em lao động lao động cũng bưng bê đồ bưng vác rồi đó. Thành ra là có sức khỏe. Đức Lý. Một phần bị rũ mình, nắc đuôi nhiều cũng do bộ lông kém, rặn mạc nhiều. Cái con chim mà bị rặn mạc nhiều á là nó xỉa nhiều lắm. Nó xỉa cả ngày à. Mấy con nào mà bị rặn mạc ký sinh trong người rồi là cứ 50 phút là mình thấy, 15-20 phút là thấy nó xỉa à. Cái này mình nhận biết được ngay mà. À, Hy Cường Kiên. Để anh mua cầu, anh làm cầu đâu giờ đó rồi anh sẽ gửi vào cho em luôn, cái khỏi cần chỉ. Làm cầu mẫu gửi cho em luôn, chào anh vui nha. Mai cho em cầu cầu nha. Chào bác Văn nha. Rồi bộ hôm đó chị Mèo la quá trời luôn, chị Mèo kêu làm chi để chồng bác Văn rồi gan rồi này nọ lum hết. Mà hai anh em giỡn vui chứ phải. Em có con khó xuống lông. Anh chị em với cái trường hợp của Thanh Vũ nè, là Thanh Vũ quay clip không gian nuôi chim như thế nào, nuôi bao nhiêu con, cái chỗ nuôi lông như thế nào, gửi cho em xem, em tư vấn hạ lông con chim của anh Thanh Vũ cho. Nếu như nó đã có dấu hiệu rớt lông rồi, em chỉ cho anh hạ lông con chim đó luôn. Anh nhớ quay chi tiết lại gửi cho em nha. Mấy cái này nó liên quan nhiều cái lắm nên em phải làm việc trực tiếp chứ không nói trên live được. Chào anh Trinh. Năm nay em ra Nghệ An chơi đấy. Chắc em sẽ đăng ký dạy anh rồi em đi. Chào anh Phiêu Bạc quen đời. Chào Đức Hình. Mấy cái lồng tắm của inox của Đức Hình dùng bền lắm này. Dùng mấy năm đến giờ vẫn không hư, không cong, không móp méo rồi luôn. Làm chất lượng thật luôn á. Chào anh Thanh Bình. Anh Phiêu Bạc của anh đời ơi, anh xem thử con chim mình là nó bị tình trạng này là ở nhà hay là lúc thi đấu. Nếu như ở nhà mà nó quạt mỏ và quạt cầu liên tục như vậy thì nó có hai trường hợp, và đặc biệt mà nó sổ giọng khàn 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 nữa thì bị đờm. Đấy, anh thả vào màn bắt chim ra kiểm tra. Nhà em là có kính lúp luôn, em ra nhà sách em mua kính lúp luôn này. Rồi em mua luôn kính lúp điện tử luôn. Em soi trong hốc mũi chim có bị gì không thì lúc đó em mới chữa. Nói chung là phải kiểm tra chim mà bị vấn đề gì thì anh bạn cứ chuẩn mấy bạn mấy anh cứ mua cho em có mùng xếp, thả chim đầu vào đó bắt ra kiểm tra. Chứ bây giờ chữa bệnh cho chim mà đừng có đoán mò chữa không ra bệnh đâu, phải kiểm tra đâu rồi đó rồi mới làm việc được. Anh Phiêu Bạc quen đời nhắn cho em thử là nó bị ở nhà hay là nó bị trên vàng thi đấu nha. Đúng rồi anh, nó bị cái lớp da đó nó rỉa ghê lắm anh Giáp Dương. Nó rửa chảy máu luôn đó. Chào anh Nguyễn Định. Con chim mà khó xuống lông nó đơn giản mà. Mình đi xuống cái trời đi xuống cái trời bạn biết rồi. Đi xuống cái trời. Con chim mà đó mình thứ nhất là mình cung cấp đồ ẩm cho chim này. Cho con chim nó mát mẻ này. Rồi một cái môi trường mà đi xuống cái trời. Một cái môi trường mà
không có những con chim đối thủ, không có những con chim tì đè ở nhà bên cạnh. Anh em nuôi lông anh em phải giải quyết cái vấn đề đó trước. Những con chim mà tì đè nhau là anh em phải tách ra, đừng có để cho nó đè nhau. Đè nhau không bao giờ xuống lông được. Càng ngày càng nó sẽ vào lửa, anh em trùm nhiều nó vào lửa. Mặc dù nó ăn đồ mát, nhưng mà cái vấn đề nó tì đè nhau, nó giành lãnh thổ nhau ở trong nhà mình thì nó sẽ giữ lửa và nó không xuống. Hoặc là nó xuống mà xuống rất ít, nó giữ lông để nó sẵn sàng chiến đấu. Còn cung cấp đồ ẩm thì mình cung cấp nhiều cái lắm. Thứ nhất phòng ẩm. Thứ hai dùng những thau nước, những chậu nước. Thứ ba mình dùng luôn cả khăn lót lồng luôn, nhúng nước lót lồng luôn. Và dùng lồng gỗ anh em nha, dùng lồng tre nó móc, những cái lồng tre mà tre non nó hay móc lắm. Rồi trái cây thì bây giờ hiện tại mình thấy thì mướp khía với phèn trắng là làm nhiệm vụ rất tốt trong vấn đề xuống lông. Còn cám thì mình áp dụng cám khoáng thôi. Nước thì mình dùng, trước giờ thì mình dùng Aquafina, nhưng mà hiện tại thì mình không dùng Aquafina nữa, mình dùng một loại nước của các anh em đang nuôi chim, gọi là nuôi chim số má ở Việt Nam mình đang dùng. Mình đang dùng theo mọi người, lắp cái máy đó hình như 100 mấy triệu á, lấy cái nước đó cho chim uống. Máy nó dùng bằng điện của Nhật Bản, dùng uống ngụm tốt lắm, mình cũng đang uống nước đó. Chim đi phân xanh thì anh Huỳnh Hiếu này cẩn thận nha, ra đi bất cứ lúc nào đấy. Chim đi phân xanh thì anh phải xem thử là nó bị nặng đấy, dễ đi lắm anh. Phân xanh là cái phân mà mình thấy là mình nổi da gà. Anh Huy Tây Hồ á, em liên hệ anh Huy Tây Hồ. Anh Huy Tây Hồ có loại thuốc của bên Thái Lan ấy, loại thuốc đó. Vừa rồi anh Huy Tây Hồ mới chia sẻ là anh Huy mới chữa được con phân xanh gần chết rồi mà vẫn chữa được đấy. Anh Hữu Hiếu liên hệ anh Huy Tây Hồ nha. Anh Phiêu Bạc, anh đời chim hai hốc lông giờ rớt. Chim anh Trần Thiên Tâm, chim lông lo hai lớp giờ lại rớt lông đầu với màu, nên chăm ủ thay lông 200 lửa bình thường. Chăm luôn chứ anh Trần Thiên Tâm, ủ luôn cho nó ra bộ lông mới ok luôn, rụng có lớp lông luôn. Em mà gặp trường hợp lông hai lớp ấy, em bị rồi, em bị một con rất hay, cũng lấy xe cúp cho em rồi, cũng lấy nhiều tiền giải thưởng cho em rồi, nhưng mà từ chủ trước nuôi là bị hai lớp lông, và đến khi em nuôi là vẫn bị hai lớp lông, nó không chịu xuống một lần mà nó xuống nữa cái bộ lông mà chủ trước nuôi á đó, thì nó cũng không chịu xuống nữa. Bắt đầu em nuôi lửa lên thì lấy giải, nhưng mà cái khoảng thời gian mình chơi nó còn mấy tháng thôi, rồi nó lại rớt nửa bộ lông kia, nên lần này em không quyết định là không nuôi lửa nữa, nuôi lông lâu lông luôn. Em thấy, em nghĩ khả năng là mình sẽ chơi được khoảng 4 đến 5 tháng nữa của nó, còn đỡ hơn là chơi 2-3 tháng lại thay lông. Không, anh Dương Nguyên Đình ơi, anh đang thay lông 70%, anh giữ nguyên cấm khoáng đến khi hoàn thiện lông nha. Rồi anh hãy chuyển cám gì thì anh chuyển, anh đừng có chuyển mà 70% đó. Tốt nhất là hoàn thiện lông tốt hơn, hoặc 90% hoặc 95% thôi. Chim quẹt cầu nhiều thì sao? Thì cũng vấn đề là vệ sinh sạch sẽ. Bắt ra xem, bắt chim ra xem mũi chim có vấn đề gì, hai cái là mũi của cái mỏ của con chim ấy. Rồi dùng kính lúp soi thử cái lớp lông má, lớp lông mắt, rồi những cái đó có những con rặn li ti ký sinh hay không, vệ sinh. Rồi xem để giọng con chim có hốc, nó có đờm hay không. Đó, trị lông đờm. Rồi nuôi con chim khỏe mạnh lên, lửa căng lên, sức khỏe chim tốt hơn thì nó sẽ giảm được cái tình trạng quạt cầu thôi. Mình con chim mình có bệnh thì mình phải tìm hiểu kỹ xem thử nó có bị bệnh gì, nắm chắc được nguyên nhân thì lúc nó chữa thì nó sẽ đỡ hơn là mình đoán mò nha. Lúc thi đấu khoảng 20 phút là quạt mỏ nè. Chào anh Nguyễn Cương, chúc anh sức khỏe nha. Anh Phiêu Bạc quen đời nè. Lúc 20 đấu 20 phút, có nghĩa là và đấu đấu
20 phút quẹt. Khả năng ở nhà nó cũng nếu như con đấu 20 phút thì lửa nó cũng kém rồi. Đủ cái này cái vấn đề mà quạt mỏ này chắc cũng phải nói anh phiêu bạc quanh đời nó nhắn cho em địa chỉ em gửi tặng anh lọ thuốc luôn. Anh cho uống hàng ngày coi thử đỡ không? Cái bây giờ mà đón mò làm sao ấy được. Nếu như anh phiêu bạc quen đời bỏ thả vào màn bắt chim ra kiểm tra xem thử chim bị vấn đề chính là bị cái gì, lúc đó mình sẽ chữa nó ok hơn. Với lại nhiều khi mấy anh em cứ làm như Thắng nói đi thì bắt nhẹ nhàng thôi, cứ thả vào màn cho nó bay trong màn chút, ngồi trong màn với nó làm quen với nó cỡ 10-15 phút, ngồi lướt Facebook chơi chập con chim nó quen mình rồi tới thò tay bắt nhẹ nhàng, không rớt một cọng lông. Bắt ra kiểm tra xem ok đâu vậy đó. Khi nào mới đi giải được? Lông lá thật cứng cáp. Nếu như anh nuôi thay lông xong thì em thường thường khoảng 3 tháng 15 ngày 20 ngày là em đi giải. Em hay giải như vậy. Lông lá không còn phắng, lông lá ốp ôm vào. Rồi bắt đầu chim bắt đầu nhìn ánh mắt chim nó có lửa nó hung chim thì lúc đó mình mới đi giờ. Anh em Trần Quốc Khánh hoàn thiện lông rồi trọn 50% khó dưỡng. Em nuôi như vậy cũng được, em nuôi như vậy thì mát chim mà. Nếu như mà nuôi mát thì con chim nó vào lửa được thì nó càng bền nữa. Chào anh Vu Mèo nha. Hồi như mạng kém. Được rồi. Đúng rồi anh Thanh Vũ ơi. Chim báo lông là anh chuyển dần qua cắm khó nha. Voi Lâm ngoại đồ nói copy gì đây? Toàn người ta nói trước rồi. Voi Lâm xem thử người ta nuôi chim năm mấy. Voi Lâm xem thử những người nói trước mình ấy, người ta chơi chim có trước mình không? Người ta nhận được cái bằng khen chơi chim từ năm 2010 mấy. Rồi phải nói chuyện là ai copy ai. À, nó có nhiều nick ảo nha. Việc mình tư vấn khách hàng á, mình tư vấn cả đêm luôn, thậm chí 12 giờ mình vẫn tư vấn cho khách hàng. Cuối cùng mình lướt vào mình bấm vào xem nick ảo, không phải nick chính. Té ra người ta cài mình nhưng mà mình nhiệt tình quá. Rồi cũng tư vấn chia sẻ được các kiểu. Rồi qua vài hôm sau thấy người ta nói trên live những cái gì mình nhắn người ta nói trên live. Chào anh Vũ. Chào anh Ba Vũ. Trước khi ngủ mọi người xem em một chút đó. Dùng nhân sâm 100% trước khi thi đấu 3 bữa được không? Không được anh ơi. Cám nhân sâm nó chỉ dùng được tối đa 50 hạt trên một ngày. Hoặc 30 hạt trên một ngày. 50 hạt là với những con chim rất yếu lửa thì mới dùng được 50 hạt trên một ngày. Còn những con chim mà đã có lửa rồi, mình muốn cho nó căng hơn thì mình chỉ dùng 30 hạt trên một ngày thôi. Cái hướng dẫn sử dụng em in rất cụ thể trên cái hũ cắm sâm. Mọi người dùng mà 100% con chim nó tạo hỏa nhập ma đấy. Không đùa với cắm sâm dùng 100% được đâu. Chào anh Tư, chào Mao. Mới khoảng được hơn 50 ngày em nuôi dưỡng khách tháng 10. Đúng rồi em Trần Quốc Khánh nuôi ok á. Nuôi có quỹ thời gian như đứa là ok á. Chim thi có cần chế độ tập lực nhiều không? Cái khi xưa có một cái hãng cám trước kia là khách hàng của mình cũng tư vấn cả đêm, tư vấn ngày này qua tháng nọ luôn, tư vấn đến nút là giống như anh em rất thân luôn, cuối cùng nhảy qua làm cám luôn. Nhiều lắm những anh em mà thân ấy thì không nói, những anh em thân là mình sẵn sàng bay vô bay ra, mình chỉnh máy móc hoặc là nhạo nhạc rồi vui với anh em chúc mừng anh em ra hãng cám bình thường. Còn những anh em mà sau khi họ làm rồi họ còn cạnh tranh ngược của mình nữa nha. Nhưng mà cái đó là gọi là xã hội.
xã hội như vậy thì mới gọi là cái xã hội. Chứ còn mà cuộc sống mà nó êm đềm quá thì nó không phải xã hội đâu, nó thành một cái gì đó nó không có động lực. Cái anh Đăng Cương ơi, cái chim, con chim thi ấy, có nhiều con chim ấy nó không cần tập lực nó vẫn đi thi, nuôi bình thường không cần tập lực nó vẫn đi thi. Nhưng mà đó là những việc của trước kia, còn bây giờ ấy, cái lịch thi đấu nó dài và con chim nó thi đấu đến 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ mới vào giải lớn được. Những cái giải ô tô nó phải cần tới 3 tiếng rưỡi 4 tiếng, còn giải xe máy thường thường cỡ tầm 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi. Thì cái vấn đề tập lực cho con chim á, nó đã giải quyết được cái vấn đề là con chim nó không có bị cứng cơ khi nó ở trong cái lồng nhỏ. Nó ở cái lồng lớn hơn một chút, có khoảng độ bay nhảy như thế này, nó bay qua bay lại hàng ngày á, thì nó sẽ cơ bắp nó sẽ tốt hơn là con chim ở trong cái lồng quá nhỏ. Nó theo em nghĩ thì nên tập lực. Và theo em nghĩ thì tập lực khi con chim đã có lửa, đừng bao giờ tập lực khi con chim không có lửa. Anh cứ tập lực khi con chim có lửa là hiệu quả nó đến. Chào anh Vũ, VIP em trai. Anh Vũ ơi, chắc tháng 12 em vào á, vào anh á, tháng 12 anh, em vào em chơi 5 ngày. Nhậu với anh Vũ mấy ngày luôn. Hôm nào em vào anh Tư Nha Trang chơi nha. Năm nay chắc có lẽ là em phải đi nhiều đấy. Chào sếp Hùng, chào anh Quốc Hùng. Hết cám nói em nha. Em cho mấy đứa mang xuống. Thấm cám rồi nha em. Dạ, em cảm ơn anh Tư. Rồi em máy rồi. Anh Phiêu Bạc quay đời, ngày mai em chiếc ra em gửi tặng cho anh một lọ nha. Ok, em lưu cái like này, chắc là em lưu lại. Nếu như anh Huy TR, anh dùng cái cám tổng hợp hợp, anh thấy con chim nó ok thì anh dùng tiếp, mà con chim nó không ok, anh cần cái dinh dưỡng cao hơn một chút nữa thì có thể là anh dùng cám dưỡng. Anh Huy TR nha. Dạ. Em trước khi đi em sẽ nhắn cho anh Tư. Để anh em mình cùng gặp nhau sau bao nhiêu năm nha. Nguyễn Định, em hết cám rồi. Được, cái cám xăm HTR nói như vậy thì mình có thể làm lọ 100g. Nhưng mà theo mình nghĩ thì 200g anh em dùng, mỗi nhà anh em dùng một hũ thôi, không cần nhiều. Vì một anh cho em có cái hũ cám xăm, nó có cái nắp nhựa nó che được cái ấy. Có cám sơn ca mà Công Huy ơi. Khi xưa nuôi vàng sơn ca cũng khủng khiếp lắm đó chứ. Nhưng mà sau bằng quá, sau tặng cũng có, tặng anh em nhiều lắm. Kim sơn ca, khứu mì, kim gì cũng có nuôi hết. Cám sơn ca thì làm đơn giản thôi. Sơn ca, thật ra cái cám sơn ca thì mình đừng nên công kích nó nhiều. Mình làm cái hàm lượng ngũ cốc đạm vừa phải. Chủ yếu là mình áp dụng cho nó ăn màu tươi đều đặn. Rồi cho nó ăn thêm năng mực. Rồi đảm bảo cái việc ngủ nghỉ của nó, phơi nắng của nó thì là con chim nó vào thôi. Đẹp trai đồng. Ok, mọi người cứ nhắn mình gửi cho. Anh em phản hồi về trong khoáng cũng tốt lắm anh Nguyễn Định ơi. Em ơi. Anh em cũng sơn ca chơi hay lắm á. Sơn ca mà chào anh Đức. Lâu mấy năm rồi không gặp anh Đức. Con sơn ca mình nuôi nó mang cái tầm cái mức giải trí cao lắm. Buổi sáng buổi trưa về ngồi pha ly cà phê, ngồi xem chim, cho chim ăn uống cũng hay. Mà trúng những con chim mà nào mà nó lên bồng mà nó phi, nó thăng thì thôi còn gì nói nữa. Mấy con chim mà đã thăng đã phi hốt tiếu như thế rồi là nuôi quen rồi, nhiều khi thiếu cái tiếng chim sơn ca hót nó cũng khó chịu lắm á. Chắc sắp tới cũng phải chơi lại. Chắc giờ trừ 10 giờ rồi mọi người cũng ngủ nghỉ rồi.
mình cũng cho mấy cháu đi ngủ đây. Có gì hẹn anh em lại tuần sau nha. Tuần sau anh em mình nói chuyện thêm. Chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Mai lại đi thi lấy giải. Cho mấy cháu ngủ đây. Sơn cha còn gọi là kiền kiền phải. Đúng rồi anh Nhân thấy kìa. Con kiền kiền nó còn cái khác nữa. Nhiều cái vùng miền người ta gọi cái tên con kiền kiền nó lại khác nữa. Chào anh Điên Phạm. 10 giờ 5 rồi chắc mình phải tắt like á. Cảm ơn mọi người đã vào theo dõi nha. Và trò chuyện nha. Cảm ơn mọi người.